thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An trộm xe lưu 10 tấn đem bán cho vựa phế liệu. Ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Tân An, Long An cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Hoàng, 54 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ việc trộm xe lưu tại một công trình trên địa bàn. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 5, Hoàng chạy xe máy qua khu vực đường Vành Đai, thành phố Tân An, đoạn thuộc phường Tân Khánh, thì phát hiện xe lưu mang biển kiểm soát 50SA-1578 trọng lượng 10 tấn không người trông coi. Đối tượng này nảy sinh ý định trộm xe bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, đối tượng Hoàng thuê xe cầu chở xe lưu đến vựa phế liệu trên địa bàn ấp 3, xã An Thạch, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để bán. Nhận được tin trình báo, công an thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc và nhanh chóng xác định bắt giữ đối tượng Hoàng. Công an đã thu hồi tăng vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.